Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, 35 năm đã trôi qua kể từ sau sự kiện Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988, để lại nỗi đau và căm hận không nguôi trong thâm tâm người ở lại về hành động tàn bạo của bè lũ bành trướng Bắc Kinh. Tuy nhiên, đau mấy thì đau, cứ đau mãi, không phải là cách. Chúng ta vẫn phải tiếp tục công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển của chúng ta trước các âm mưu thâm độc, nham hiểm của Trung Quốc và các nước có âm mưu xấu độc tại Biển Đông. Cần lưu ý, các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông bây giờ đã nằm ở phạm vi toàn cầu. Rất nhiều cường quốc, bao gồm Mỹ, EU đã can dự vào vùng biển này trong các năm qua. Sự can dự đó vừa có lợi, vừa có hại. Do vậy, ngày hôm nay, chúng ta sẽ tạm gác lại quan hệ các bên ở Biển Đông để cùng trở lại Gạc Ma 35 năm sau khi Trung Quốc chiếm đóng trái phép để xem họ đã và đang làm cái gì trên hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi tin chắc rằng rất nhiều người muốn biết diện mạo Gạc Ma bây giờ như thế nào, Trung Quốc đang làm gì trên đó và âm mưu của họ là gì. Khafelendao, tại Gạc Ma, ngày 16 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã đưa quân lên kiểm soát, xây dựng công sự phòng thủ, cho nên chúng ta không thể giành lại Gạc Ma trong chiến dịch CQ88 giai đoạn sau ngày 14 tháng 3. Đó một điều đáng tiếc, dĩ nhiên, như đã nói về tầm nhìn, chúng ta không chỉ phải giữ Gạc Ma mà Trường Sa rất rộng, chúng ta phải chọn các điểm đảo lớn, kể cả đảo chìm, nhằm xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc tại Trường Sa. Trước hết, hãy tìm hiểu sơ qua về vị trí địa lý của Gạc Ma về mặt địa chất. Gạc Ma là dạng san hô thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa. Cụm sinh tồn là thực thể địa lý nằm ở phía nam cụm Nam Yết. Khái niệm cụm hầu như đồng nhất với khái niệm bãi san hô liên minh hay cụm giả liên minh theo tài liệu hàng hải. Về mặt hành chính, ngày 11 tháng 4 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2007/NĐ-CP thành lập xã đảo sinh tồn thuộc huyện đảo Trường Sa trên cơ sở đảo sinh tồn và các đảo đá bãi phụ cận. Cụm này chỉ có hai thực thể nổi, gồm đảo san hô sinh tồn và một cồn cát là đảo sinh tồn đông. Cả hai thực thể này hiện nay đều được Việt Nam đóng giữ. Còn lại là các giản đá chìm bao gồm Colin, Gạc Ma, Lendao, Phúc Sĩ, Văn Nguyên, Ninh Hòa, Vị Khê, An Bình, Ba Đầu, Đức Hòa, Bãi Khung, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đá Bia, Ken Nan, Bình Khê, Nhạn Gia, Sơn Hà, Nghĩa Hành, Tam Trung, Trà Khúc, Phan Xì. Tại các dạng đá chìm, hiện nay ta đang đóng giữ Colin và Lendao, trong khi Trung Quốc chiếm giữ trái phép Gạc Ma, các điểm còn lại không có người. Nhìn vào vị trí trên bản đồ, số 8 là điểm đảo sinh tồn đông nằm gần bãi Ba Đầu, vị trí số 10. Đây là tâm điểm của Biển Đông hồi đầu năm 2021. Thực ra, đó là khi Philippines tuyên bố trên thực địa việc tàu cá Trung Quốc hoạt động xung quanh bãi Ba Đầu là chuyện thường ngày ở huyện. Vì sinh tồn đông của ta nằm gần bãi đá này nên nhất cử nhất động đều được theo dõi chặt. Tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư của ta cũng thường xuyên trực tại đây để bảo vệ tàu cá của ngư dân mình. Về vị trí của Gạc Ma, nó nằm ở vị trí số 1. Đối diện đó là đá Colin số 23, cách nhau chỉ khoảng 8 cây số, còn đá Lendao số 3 cách đó khoảng 12 đến 13 cây, xa hơn chút nữa là đảo sinh tồn số 19. Tức là chúng ta hình thành thế bao vây Gạc Ma vào giữa, nhất cử nhất động ở Gạc Ma đều được quan sát kể từ ngày 16 tháng 3 năm 1988 đến nay, chứ không phải là mất hết rồi hay là chả biết cái gì đâu. Ở đây, đó là biết mà không thèm nói. Thay vào đó, im lặng mà làm việc. Nhiều thứ im lặng mà làm nó tốt hơn nhiều, nhất là trên thực địa, vốn hết sức căng thẳng. Thổi bùng dư luận truyền thông trong nước, chắc gì đã tốt, có khi còn ảnh hưởng tới kinh tế. Kinh tế có tốt, dân có giàu, nước có mạnh, ngân sách mới có tiền để xây dựng Trường Sa chứ. Như vậy, chúng ta có thể mường tượng ra được thế cục tại cụm sinh tồn rồi phải không ạ? Vậy, trong những năm qua, Trung Quốc đã làm gì ở Gạc Ma? Gạc Ma về bản chất là một dạng đá ngầm màu nâu được bao quanh bởi vành đai san hô trắng. Đa phần bãi đá này chìm dưới nước, chỉ có vài hòn đá nổi lên. Ngày 16 tháng 3 năm 1988, khi Trung Quốc đưa quân lên, họ xây dựng vài kết cấu hình bát giác nằm trên cọc gỗ. Đến năm 1989, chúng đã đưa lực lượng và máy móc ra xây dựng kết cấu nhà xi măng 2 tầng kiên cố. Và đến tháng 5 năm 2014, theo báo chí Philippines, Trung Quốc bắt đầu nhân tạo hóa biến đảo chìm thành đảo nổi tại Gạc Ma. Đó là thông tin được các tờ báo quốc tế và báo chí trong nước, mạng xã hội Việt Nam dẫn lại. Tuy nhiên, thông tin từ Hải quân Nhân dân Việt Nam mà mãi tới năm 2016 mới được công bố. Chính xác là từ tháng 7 năm 2013, lực lượng kỹ thuật Hải quân và Tập đoàn Xây dựng Giao thông Quốc gia Trung Quốc đã đưa ồ ạt phương tiện, nhân lực xuống Trường Sa để xây dựng căn cứ biến 7 bãi đá mà họ cưỡng chiếm của Việt Nam thành đảo nhân tạo. Với công nghệ tàu hút cát, khoan thẳng vào tầng san hô, hút cát lên bồi lấp đảo, tốc độ xây đảo nhân tạo của Trung Quốc rất nhanh, chỉ trong vòng không đầy một năm, phần lớn 7 bãi đá chìm đã trở thành đảo nổi. Đặc biệt ở đá Vành Khăn, họ xây dựng được đường băng dài đến 3.000m cho máy bay chở khách, máy bay ném bom chiến lược hạ cánh.
Gạc Ma cũng là một trong những trọng điểm mà Trung Quốc xây dựng đầu tiên và tới nay đã hình thành một căn cứ khổng lồ. Đặc biệt vì biết đảo Cô Linh mà Việt Nam nắm giữ nằm rất gần đó, có thể quan sát nhất cử nhất động bằng ống nhòm, cho nên Trung Quốc bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, bố vòng tàu bè vòng trong vòng ngoài. Thời điểm năm 2016, khi công trình đã gần xong, chúng đã điều động các tàu vận tải đổ bộ lớn nhất của mình khi đó, lớp 071 cỡ 20.000 tấn xuống Gạc Ma. Loại tàu này chở được 2 đến 4 trực thăng hạng nặng, một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, 4 tàu đệm khí, 3 đến 6 xe tăng thiết giáp. Không chỉ có vậy, chúng còn điều thêm tàu khu trục Quảng Châu 168 cỡ 6.500 tấn, dài 155 m, được trang bị hệ thống phòng không tầm trung, tên lửa hành trình tầm xa, lượn lờ vòng ngoài, sẵn sàng xua đuổi bất cứ tàu bè nào tới gần. Dĩ nhiên, tàu bè ở đây là tàu cá của ngư dân Việt Nam mình chẳng hạn. Đảo là của mình tuyên bố chủ quyền thì mình ra đánh bắt chứ. Thực ra ấy, đánh bắt ở Trường Sa cần hiểu theo cả nghĩa bóng, kể cả ngư dân trên tàu cũng thế. Đánh bắt ở đây là làm cả nhiệm vụ chủ quyền nữa, cũng như vài nhiệm vụ khác, không tiện nêu tên. Không biết các bạn có để ý không, thi thoảng lại có tin ta điều trực thăng của binh đoàn 18 đi cấp cứu ngư dân ở Trường Sa. Điều một chuyến trực thăng đâu phải dễ mà là cấp cứu ngư dân hẳn hoi. Ngư dân nói thế, ừ thì thu nhập cũng khá đấy, nhưng đâu phải dùng dính tới mức trả tiền để thuê trực thăng, mỗi chuyến phải cả 100 triệu tiền thuê một giờ bay. Ở đây có bạn nào đủ tiền để thuê trực thăng bay du lịch chưa ạ? Cho nên các bạn tự hiểu nhé, quân ở đâu, quân ở trong dân đấy. Dầu ở đâu mà các chú chạy dữ vậy? Dầu hải quân nó cho không, chỉ sợ không có sức mà chạy. Trở lại với nhiệm vụ trinh sát Gạc Ma, tính đến đầu năm 2020, Trung Quốc đã xây dựng trên một diện tích hơn 13 hectare đảo nổi nhân tạo. Các công trình xây dựng trái phép bao gồm một tòa nhà kiên cố cao 26-27 m, gồm 8 tầng, 4 góc nhà, bố trí lậu châu mai. Trên nóc nhà, bố trí 2 radar hàng hải, 2 chảo anten parabol, một số thiết bị không lưu và thông tin liên lạc. Ngoài tòa nhà 8 tầng đồ sộ như pháo đài, còn có một tòa nhà cao chừng 3-4 tầng, bên trên được trang bị một tháp pháo 76,2 ly, cùng pháo 30 ly quay hướng đông bắc và cụm radar điều khiển hỏa lực, luôn có lực lượng trực ban 24/24. Loại pháo mà Trung Quốc lắp trên đá Gạc Ma, nhìn từ hình dáng bên ngoài, có thể tạm xác định đó là hệ thống pháo hải quân HPG-26, một thiết kế của Viện Nghiên cứu 713 trên cơ sở pháo hạm AK-176 của Nga. Loại pháo này hiện được Trung Quốc trang bị cho các tàu hộ vệ cỡ 1.500-4.000 tấn, cũng như một vài loại tàu đổ bộ. Nó có tốc độ bắn lý thuyết 120 phát trên phút, tầm bắn hiệu quả 10 km, tầm bắn xa nhất 15,5 km, cơ số đạn trên tàu chiến là 150 viên, nhưng nếu đặt trong khối bê tông trên đảo, có thể phải gấp đôi, gấp 3. Ưu điểm của loại này là có tốc độ bắn cao, có thể phòng không, tầm bắn của nó bao phủ 2 điểm đóng quân của ta ở Cô Linh và Lèn Đào. Tuy nhiên, việc bố trí trên tầng cao như vậy thì pháo của ta nếu đặt ở Cô Linh cách 8 km có thể bắn tới. Điều quan trọng là đằng sau khối nhà cao tầng sừng sững đó, Trung Quốc còn bố trí cái gì thì không ai biết. Bởi theo cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, từ giữa năm 2017, ngoài việc lắp đặt thêm 2 hệ thống radar đối hải, Trung Quốc còn đưa cây phi lao ra trồng để chắn gió biển, cát bay và đối phó với các cặp mắt từ phía Cô Linh, Lèn Đào. Các cây mang ra Gạc Ma đều là những gốc to đã trưởng thành, trồng trong các hố đất đường kính 3-5 m. Đến nay, cây đã lớn, cao gần 10 m, che các công trình trên bề mặt Gạc Ma, từ ngoài nhìn vào, khó nhận dạng mục tiêu và công trình. Bên cạnh các kết cấu trên, từ Cô Linh, trong điều kiện tầm nhìn tốt bằng ống kính TD máy ảnh, có thể nhận ra 2 tháp radar đối không đảm bảo bay, 1 tháp viễn thông thu phát sóng 4G cao khoảng 50 m, 2 cổ điện gió cùng hệ thống pin mặt trời, 1 hải đăng cao 50 m, bán kính chiếu xa khoảng 40 cây. Ngoài ra, qua công tác chính xác nắm tình hình, chúng ta cũng tạm xác định được họ còn nạo vét luồng theo hướng Bắc Nam với chiều dài 900-1.000 m, rộng khoảng 250-400 m, thuận tiện cho các tàu cỡ 4.000 tấn ra vào âu tàu, trong bãi và cập cảng phía Bắc. Đối với vùng nước xung quanh Gạc Ma, từ cuối năm 2021 tới nay, Trung Quốc thường xuyên duy trì gần 10 tàu cá dân binh để làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài. Các tàu này thường xuyên neo đậu ở cửa luồng phía đông bắc Gạc Ma, khu vực gần với đảo Cô Linh và Lèn Đào, đang do bộ đội lữ đoàn 146, vùng 4 hải quân chốt giữ bảo vệ. Một số cán bộ kiểm ngư Việt Nam cho biết, trên vùng biển Trường Sa hiện đã xuất hiện loại tàu dân binh Quỳnh Tam Sa Ngư của Trung Quốc. Loại tàu này được đóng mới hàng loạt và hạ thủy, đưa vào hoạt động trong năm 2018-2019. Nó được thiết kế cho nhiệm vụ bảo vệ các tàu thăm dò khai thác dầu khí, nghiên cứu biển, nên các tàu Quỳnh Tam Sa Ngư đều có lượng giãn nước lớn trên dưới 1.000 tấn, được lắp đặt các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, vòi rồng, trang bị vũ khí bộ binh và thậm chí là súng máy 14 ly 5. Về đánh giá chung, Trung Quốc hiện nay xây dựng lớp phòng thủ kiên cố ở Gạc Ma, bảo vệ vòng trong vòng ngoài và thậm chí có thể biến thành một căn cứ trinh sát tầm xa, kiểm soát một vùng nước rất rộng ở cụm sinh tồn.
Từ đây, các tàu cá dân binh, tàu bán quân sự có thể vào tiếp tế lương thực, nước uống, rồi lại ăn dầm ở rề xung quanh cụm sinh tồn, đặc biệt ở hướng Ba Đầu, nhằm tìm cách hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý của mình. Dĩ nhiên, chúng ta biết điều đó, nhưng đấu tranh trên thực địa, nhất là với một đối tượng giỏi, vu oan giá họa, lắm mưu hèn kế bẩn, nhưng lại rất mạnh về tiền bạc, quân sự như Trung Quốc, đem tàu ra choảng nhau ngay thì phần tiền chỉ về mình mà thôi. Để đấu tranh lâu dài thì một cuộc đấu trí, biện pháp dân sự là phù hợp hơn cả. Họ đưa tàu cá, tàu dân binh ra nằm lì ở Ba Đầu, Gạc Ma thì mình cũng duy trì lực lượng ngư dân, phía sau là kiểm ngư, cảnh sát biển hỗ trợ, hải quân cung cấp dầu, tha hồ mà chạy vòng quanh, vừa được kinh tế, vừa để bảo vệ chủ quyền. Và để phục vụ cho một cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trường kỳ như vậy, hiện nay chúng ta đã hoàn tất việc mở rộng đảo sinh tồn. Tuy tốc độ ta chậm hơn, nhưng theo đánh giá của quốc tế, cách làm của ta không phá hoại môi trường thậm tệ như cách Trung Quốc làm. Chúng ta làm một cách có trách nhiệm và được nhiều cơ quan phân tích toàn cầu đánh giá cao. Ước tính, đảo sinh tồn có diện tích tự nhiên 8 ha và diện tích cải tạo trên nền san hô là khoảng 10,55 ha, trong đó có một âu tàu rộng khoảng 6 ha. Theo hình ảnh vệ tinh, diện tích đất nổi sau cải tạo là 13 ha, chiều dài 400m, chiều rộng 220m. Với âu tàu sinh tồn, lực lượng ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư, tàu hải quân có thể bám biển dài ngày thay vì phải chạy về bờ tiếp nhiên liệu, sửa chữa, qua đó tạo thuận lợi cho công tác đấu tranh trên thực địa. Ngoài ra, nếu như Trung Quốc chỉ đơn thuần là đồn trú quân sự, thì tại xã đảo sinh tồn, chúng ta đã đưa người dân ra sinh sống với đầy đủ cơ sở vật chất, bao gồm trường tiểu học xã sinh tồn, nhà văn hóa, trạm xá, hệ thống điện gió mặt trời, trạm khí tượng thủy văn. Đặc biệt, sinh tồn hiện là một trong 6 đảo xây dựng được chùa để phục vụ văn hóa tâm linh của người dân xã đảo. Anh em ạ, nhiều khi một số người bảo rằng, làm sao mà phải mất thời gian xây dựng công trình dân sự, sao không tập trung hết cho quân sự? Các bạn phải hiểu, mọi hành động của ta đều có ẩn ý. Không thiếu câu chuyện lan truyền rằng từng viên gạch xây đảo đều khắc hình quốc quy. Mọi hành động của ta đều là với nhiệm vụ đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Với một kẻ thù sẵn sàng làm giả cả lịch sử lãnh thổ để phục vụ cho mưu đồ báo quyền thì phải dĩ độc trị độc. Đấu tranh chủ quyền không đơn giản là đem tăng pháo ra đánh nhau, làm sao mà giữ được chủ quyền bằng biện pháp hòa bình nó mới khó. Con đường ta đi trong mắt cư dân mạng có thể là không hoành tráng như Philippines, nhưng hiệu quả thì có thừa. Và thực tế đã và đang được chứng minh trên thực địa.